Thưa quý khán giả, thông thường đối với những chai nhựa hoặc rác thải thì chúng ta phải nhặt hoặc là quét. Tuy nhiên thì một bạn học sinh ở trường Trung học Cơ sở Thượng Hưng của huyện Long Mỹ đã sáng tạo ra một chiếc máy mà có thể là tự động thu gom rác thải, tiết kiệm được nhân công. Vậy thì chiếc máy này có điểm gì đặc biệt và độc đáo hơn so với những thiết bị mà thu gom rác chúng ta thường thấy? Mời quý khán giả cùng theo dõi chuyên đề sáng tạo trẻ kỳ này. Trên mỗi sân trường, không khó bắt gặp những nhóm bạn học sinh quét dọn, thu gom rác. Em Trần Minh Trí cũng vậy, tích cực tham gia cùng các bạn để giữ cho sân trường sạch đẹp. Nhưng trong đầu cậu học trò lớp 9 này lại có một suy nghĩ khác, là làm thế nào để việc thu gom rác nhanh chóng giúp các bạn có nhiều thời gian hơn cho học tập. Rác thì có rất là nhiều rác gây ảnh hưởng đến môi trường. Với lại sân trường em thì có rất là nhiều loại rác, rồi các bạn học sinh rất là khó khăn khi thu dọn, nên em cũng nảy sinh ý tưởng để tạo ra máy để thay các nhân công các bạn để quét rác. Suy nghĩ về một chiếc máy thu gom rác tự động. Tuy nhiên đây không phải là sản phẩm mới. Điều khiến Trí trăn trở về chiếc máy của mình vừa thu gom rác vừa bảo vệ môi trường. Vì thế em đã chọn pin năng lượng mặt trời, thân thiện môi trường để làm nguồn điện cho máy hoạt động. Những bản phác thảo khung máy được Trí vẽ lại cả chục lần sau khi tham khảo trên Internet và nhìn thấy những chiếc máy cắt lúa ngoài ruộng cũng chỉ một người lái mà có thể thu hoạch cả cánh đồng một cách nhanh chóng. Yêu cầu của em là khung sắt cố định, vừa gọn nhẹ để dễ dàng di chuyển, vừa có tính thẩm mỹ. Tận dụng bình ắc quy từ xe cũ, thanh sắt đã qua sử dụng, băng rôn trong trường, ống nhựa ở nhà không còn sử dụng, Trí bắt đầu cuộc hành trình thu gom rác. Tuy nhiên với một học sinh lớp 9 thì việc hàn nối các thanh sắt gặp không ít khó khăn. Những buổi trao đổi với thầy không chỉ các kỹ năng lắp ráp được Trí tiếp thu nhanh chóng, mà còn khơi gợi trong em những ý tưởng mới. Bàn tay nhỏ nhắn, nhưng cũng đã từng sáng chế thành công phần mềm điều khiển thiết bị điện tử qua điện thoại di động. Anh em Trí tôi là học sinh, thì cho nên là cái vấn đề tức là hoàn thành cái sản phẩm thì nó có chưa hoàn thiện, nhất là cái vấn đề mà hàn cơ khí, thì cho nên ở đây ở trường thì với thầy cũng giúp lại các em là hàn cái khung sắt, và vấn đề để cũng giúp cho các em mua những cái linh kiện và cái thiết kế để lắp ráp để hoàn thành cái máy cái thu gom rác cho nó hoàn thiện hơn. Qua quá trình là làm sản phẩm thì thầy trò làm cũng có nhiều cái khó khăn trắc trở, cho nên là lúc trước là máy thì nó chạy cái băng truyền nó chưa chuẩn, và khi quét thì rác nó cũng văng ra ngoài. Thì thầy trò cũng bàn cũng qua cái thử nghiệm là quét ở tại trường, thì cho nên cũng làm cái nắp đậy và điều chỉnh cái tốc độ của cái chỗ quét, thì cho nên là sau cùng thì cho nên là cũng đạt được cái hiệu quả. Sau hơn một tháng thực hiện, chiếc máy thu gom rác tự động đã được chạy thử nghiệm. Trong đó motor được kết nối với tấm pin năng lượng mặt trời. Khi bật công tắc, motor sẽ hoạt động kết nối để hệ thống lấy rác. Đặc biệt, khi không sử dụng hoặc nguồn điện dư thừa, hệ thống sẽ tích trữ lại. Vì thế, máy có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm mà không cần kết nối nguồn điện khác, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm. Đầu tiên mình bật công tắc thì bộ phận chạy quét sẽ liên tục quay, đưa rác vào băng truyền sẽ truyền vào thùng chứa. Mình khi đến khi nào thùng chứa đầy thì mình có thể đổ vào đúng quy định, như là đổ vào thùng rác nơi chứa rác. Chiếc máy chạy thử nghiệm trên sân trường có thể hút những loại rác thông thường như bọc ni lông, chai nhựa, giấy, lá cây. Khi áp dụng vào thực tế, máy có thể di chuyển ở diện tích sân trường rộng và hơi gồ ghề. Chỉ cần di chuyển máy đến những nơi có rác, máy sẽ tự động hút. Người dùng chỉ cần mở nắp phía trên lấy rác đi đổ vào nơi quy định. Một người có thể điều khiển thu gom rác của cả sân trường rộng gần 500m² trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên để hút những vật nặng, di chuyển trên nhiều địa hình, máy còn cần nhiều cải thiện.
trong thời gian tới, định hướng của em phát triển mô hình sẽ lắp đặt thêm bộ phận ghế ngồi đằng sau, bộ phận điều khiển đằng sau. Rồi ở đằng trước chúng ta có thể lắp bộ phận cắt cỏ, rồi có thể tháo lắp ga, rồi mình có thể là điều khiển tự động và quét ở dưới nước. Dù chiếc máy chỉ còn mang tính mô hình, tuy nhiên đây được xem là gợi ý để thu gom rác thải hiệu quả, tiết kiệm nhân công và chi phí. Đặc biệt nó chứa đựng tấm lòng đáng trân trọng của cậu học sinh lớp 9 trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Đối với những cái mô hình máy thu gom rác như thế này thì nó không phải là mới được sáng tạo gần đây. Tuy nhiên cái hay của mô hình này là nó có thể di chuyển được trên nhiều địa hình cũng như là tiết kiệm được chi phí nhân công. Đây được xem là một trong những ý tưởng hay về bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu dành cho sáng tạo khoa học kỹ thuật của các bạn học sinh. Đến đây thì chuyên đề sáng tạo trẻ kênh này kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.